Ở nhà anh em nào mà sử dụng đầu Android TV Box thì chú ý nhé. Các ngõ tín hiệu âm thanh anh em có thể khai thác ra bên ngoài như là cổng 3.5 này, cổng cáp quang optical. Ngoài ra còn một cổng nữa ở bên hông này, anh em chú ý này. Đó là cổng USB. Anh em tháo cái nhựa bịt này ra. Nhiều khi nó bịt anh em cũng không để ý nó có cổng USB đâu. Cổng USB này mà anh em biết khai thác kết nối với cả một chiếc đầu DAC để cây nhạc thì cực kỳ hay và chi tiết.